Xin chào các bạn. Tiếp tục chương trình khuyến mãi cuối tuần. Buổi chiều ngày hôm nay mình sẽ làm khuyến mãi 4 con dao cắt ống khác nhau. Một vài size được gọi là phổ thông nhất vì nhiều số lượng bán nhiều nhất và nhiều người dùng nhất, thì mình làm khuyến mãi đợt này để cho các bạn ở xa hoặc là các bạn muốn đang dùng đồ second hand cần đổi mới, hoặc là đang dùng hàng của phổ thông chuyển sang hàng cao cấp chẳng hạn, thế thì đây là lúc có thể mình có thể thay đổi được con dao cắt ống của mình. Thì trên bàn mình đang có là ba loại, chỉ có riêng cái loại cán vàng này thì là có hai size. Đó. Thì cái loại này ta để cắt ống kim loại, 1, 2, 3 con này dùng để cắt ống kim loại, con này dùng để cắt ống nhựa, ống PVC ấy. Nếu các bạn làm về điện nước thì có lẽ đây là lúc rất phù hợp để thay đổi con dao. Thì con dao này thì nó chỉ chuyên dùng để cho cắt ống nhựa thôi, ống nhựa, ống bình minh hoặc là ống, nói chung là ống PE, ống bằng hợp chất cao phân tử á, polymer. Đó, thì cái loại này thì mình đã làm review rất là kỹ, rất là chi tiết ở trên YouTube, và các bạn có thể search ở trong cái kênh Việt Tôn Minh Khang này, các bạn có thể coi chi tiết hơn, kể cả việc cách thay con dao này như thế nào, hoặc là thông số kỹ thuật chi tiết của nó ra sao. Thì cái này nó cắt được phi đến phi 42 thì con lưỡi này các bạn có thể thay được. Nếu các bạn đang dùng con dao mà nó cũ rồi, hoặc là bạn dao mua hàng bãi gì ấy, thì các bạn đúng hàng của MCC thì các bạn lên trên đây để mình qua bán và thay cho bạn cái lưỡi dao của con dao này, cũng nằm trong đợt khuyến mãi luôn. Bạn có thể đem lên đây với giá con dao rất là hữu nghị. Nếu bạn muốn thay dao, còn nếu bạn mua nguyên con dao mới chưa 100% như thế này thì giá cũng sẽ là rất rẻ. Gần thì còn giảm giá chỉ còn có nửa tiền thôi. Như cây này mã số của nó là VC42, thì nó được đóng trong cái hộp như thế này. Trên cái hộp này nó cũng sẽ có một cái bảng phanh thay nó ra như thế này để cho các bạn biết là bạn phải thay các chi tiết ra làm sao. Thì bên mình cũng có bán từng cái chi tiết nhỏ xíu ở trên con dao này, nếu bạn muốn thì chúng tôi có thể trả giá riêng. Thì cái này trong cái video review chi tiết cho các bạn cũng mình cũng có nói nhắc một lần rồi. Và mình hay nói về giá của con này. Giá con này giá bán chưa khuyến mãi là 1,1 triệu. Giá bán khuyến mãi cho đợt này, cho cuối tuần, chương trình cuối tuần này là 650.000, đã bao gồm thuế VAT và giao hàng tận nơi cho các bạn trên toàn quốc. 650.000 giao hàng trên toàn quốc nha các bạn. Bất cứ ở đâu trên nước Việt Nam bao luôn ra giá phí giao hàng luôn. Đó. Cắt được thế ống phi 42. Cán của nó bằng nhôm nên rất là nhẹ. Đấy, cái đuôi này mình khóa lại khi mình dùng xong thôi. Con này là cắt ống nhựa. Đến con này chuyên để cắt ống đồng hay là ống kim loại, nói chung ống inox, các bạn làm về máy lạnh gì đó sẽ dùng cái con dao này nhiều. Nói chung làm về đường ống hệ thống lạnh sẽ sử dụng con này nhiều. Thì cái kết cấu của nó là ngàm chữ C như này, model của nó là FTC42. Thì khi các bạn hỏi giá thì các bạn đặt hàng thì các bạn đặt theo cái mã này, là mã của hãng nhà sản xuất, người ta đặt ra cái này, sản xuất tại 100% tại Nhật luôn. FTC20, cái con này FTC20 này có giá là 1,650,000 chưa khuyến mãi, giá khuyến mãi là 990,000. Sở dĩ tại sao nó đắt hơn các loại khác là vì ở đây nó có một con dao dự phòng ở đuôi, và giá nó đã bao gồm cả con dao này và con dao này. Thì đối với ống này thì dao này thì chỉ cắt ống maximum là 20 thôi, thì nó đỡ, đây nó có hai cái con lăn nó tạo thành cái chữ V để đỡ cái ống trong đây. Khi mà các bạn cắt thì các bạn có thể cho thêm tí dầu bôi trơn vào đây, dầu nhớt đó, để nó vừa bôi trơn vừa làm mát thì các bạn cắt nó sẽ bền, nó bền, nó tuổi thọ của nó sẽ cao. Còn nếu mà mình cắt mình ghi với lực siết lớn quá hoặc mình siết với tốc độ nhanh quá thì nó nóng thì nó làm mau mòn dao thì nó mau hư. Như vậy của bền tay người là chỗ đó. Rồi con này là phi 20, giá chưa khuyến mãi là 1,650,000, giá khuyến mãi là 990,000, đã bao gồm thuế, các loại thuế và giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Mã số FTC20, cán vàng. Các bạn có thể nói là con dao cán vàng phi 20 cũng được, nó dễ nhớ, màu vàng nó dễ hơn, nó có con dao dự phòng ở đây. Thì khi bạn thay, bạn lấy con dao này ra, tháo con dao ra, bạn lấy cái lưỡi để thay vào đây, thì lấy cái lưỡi thư hỏng nó mình có thể bỏ lại vào đây thì các bạn xịt nó mới được. Bỏ lại vào đây, ok. Con này là cái phi 20, con này là phi 25. Con này cắt được cái ống 25. Ống 25 thì mã số của nó sẽ là FTC25.
FTC25 ha. Nói chung bạn chỉ cần nói con dao cán vàng, nó có lưỡi dự phòng đây, con dao cán vàng P25 thì giá chưa khuyến mãi của con này là 2,1 triệu, giá khuyến mãi giao hàng tận nơi là 1,1 triệu, tức là rẻ là 1 triệu. Thì đó, thì là các cơ hội để các bạn có thể đặt hàng, các bạn làm về điện lạnh, đường ống nước gì đó ha. Con dao cán vàng P25 hay là FTC25 cũng được, FTC25 mã của nhà sản xuất luôn, nhập khẩu 100% tại Nhật, có chứng chỉ cho các bạn. Để các bạn mua cho công ty thì bên mình xuất hóa đơn đầy đủ cho các bạn. Cá nhân nếu bạn muốn xuất hóa đơn cũng có, các bạn yêu cầu chứng chỉ cũng có. Rồi đến con này là con cuối cùng. Có rất là nhiều size nhưng mình lần này mình khuyến mãi size 42, bởi vì đơn giản là vì size 42 có nhiều người dùng và cái khoảng phạm vi ứng dụng của nó cũng lớn hơn, rộng hơn. À, con này thì có mã, con này nó khác, con này là cán vàng, con này là cán đỏ. Cán đỏ thì nó không có cái lưỡi dự phòng, nó chỉ có một lưỡi ở đây thôi. Nhưng con này nó khác con kia, chỗ là cái đấy là dạng là bi đũa, dạng bi ha, con lăn là dạng 6 viên bi, con lăn 6 viên bi lại. Nên là khi mà đặt ống vào đây, mà lăn nó rất là nhẹ, xít nó rất là nhẹ. Cái lưỡi của nó cũng gần tương đối giống nhau, cắt được cả ống inox, ống thép, ống đồng, trời lá hết ha, của MCC. Thì con này nó đi sát được tới, hành trình nó đi sát được tới tận cùng luôn. Khe hở chỉ còn có chút xíu thôi. Đó. Thì con này có mã số của nó là TC42. TC42 đóng gói như thế này ha. Đóng gói nó như thế này. Đó. TC42 này giá chưa khuyến mãi là 1,2 triệu. Con này giá chưa khuyến mãi là 1,2 triệu. Giá khuyến mãi là 750.000, đã bao gồm các loại thứ, giao hàng tận nơi. Các bạn đọc là TC42 cũng được, hoặc bạn ghi là con dao, bạn gọi cho số điện thoại có trong video này thì bạn gọi là con dao cán đỏ Phi42 cũng được. Sản xuất tại Nhật luôn. Chứng chỉ đầy đủ. Nhắc lại ha. Con này là chưa khuyến mãi là 1,2 triệu, khuyến mãi là 750.000, giao tận nơi. Rồi, tổng cộng đợt này là có 4 con, 4 size, 4 kiểu. Cái số lượng thì mỗi loại hiện tại nay đang có khoảng 40 con. Nhưng mà chương trình khuyến mãi sẽ kết thúc vào thứ 6 tuần sau. Khi mà các bạn đặt hàng là trong vòng 1 tuần thôi, sau đó là chúng tôi cũng sẽ ngắt luôn chương trình khuyến mãi. Nhắc lại hai con này là TC VC42, cắt chuyên cắt ống nhựa. Con này chuyên cắt ống nhựa. Giá khuyến mãi là 650.000. Con này là FTC 20, giá khuyến mãi là 990.000. Con này là 1,1 triệu. Có lưỡi cắt dự phòng cán vàng, cán đỏ là 750.000.